Sáng ngày 21 tháng 10, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ chức chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động và bổ nhiệm ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, công bố quyết định điều động và bổ nhiệm bà Hồ Thị Quyên, Trưởng phòng Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Nguyễn Tăng Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21 tháng 10, tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tham gia tìm kiếm của Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và đại diện gia đình 13 ngư dân còn mất tích tổ chức họp, báo cáo tình hình khả năng tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tại buổi làm việc, chị Đặng Thị Ngọc Huyền, trú xã Tam Giang, người nhà thuyền viên Đặng Minh Vương đang mất tích, bày tỏ cảm ơn chính quyền các cấp đã hỗ trợ tìm kiếm những ngày qua. Chị Huyền cho biết, theo lời những người trở về nói rằng khả năng những người chưa tìm thấy là đã mắc kẹt trong khoang tàu nên không thể nào ra ngoài được. Vì thế chỉ tổ chức tìm kiếm ở trên mặt nước thôi là sẽ không thể tìm được. Tại cuộc họp, đại diện lực lượng tìm kiếm cho biết, hiện tàu CSB-8002 đang chỉ huy toàn bộ cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích. Hôm qua, tàu 467 của quân chủng hải quân chở người dân về đất liền thì bổ sung ngay một tàu khác vào để tham gia tìm kiếm. Dù đã mở rộng khu vực tìm kiếm lên đến 60-70 hải lý so với vị trí hai tàu chìm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan, chưa phát hiện thêm chi tiết gì. Theo Trung tá Hà Sơn Quý, khu vực tìm kiếm đã được quần thảo, mở rộng ra thêm nhưng không có hiệu quả nên đại diện vùng 3 hải quân đề nghị kết thúc tìm kiếm trong hôm nay. Kết luận cuộc họp, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, các ý kiến của chính quyền, của thân nhân sẽ được báo cáo Bộ Quốc phòng để có phương hướng tìm kiếm cứu hộ tiếp theo. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm đến hết ngày 22 tháng 10. Thông báo các tàu làm nhiệm vụ, các tàu hàng hoạt động gần đó vẫn tiếp tục quan sát khi phát hiện thi thể sẽ trục vớt. Liên quan đến bài viết dự án chăn nuôi gia súc hướng thịt ở Đắk Lắk không như kỳ vọng, báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 16 tháng 1 năm 2023, theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, Sở vừa tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồn đốc thu hồi 55 tỷ đồng ngân sách đã chi tạm ứng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Công nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ, gọi tắt là công ty Sao Đỏ, để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án chăn nuôi bò. Sở Tài chính cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mờ Đờ Rắc khẩn trương hoàn thiện việc rà soát tất cả các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo diện tích và kinh phí chi trả cho các hộ dân đúng với diện tích gần 400 hectare mà công ty Sao Đỏ đang quản lý sử dụng. Đồng thời, trích lục sơ đồ các hộ nhận tiền đền bù trên diện tích 388,06 hectare mà công ty Sao Đỏ đang quản lý sử dụng, chủ động phối hợp và đôn đốc công ty Sao Đỏ khẩn trương hoàn trả kinh phí bồi thường cho hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Mờ Đờ Rắc để thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh trong năm 2023. Sáng ngày 21 tháng 10, theo thông tin từ đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe ô tô 51K88888 ở thành phố Hồ Chí Minh đã được đấu giá lại thành công sau khi người đấu giá lần đầu ở phiên đấu giá ngày 15 tháng 9 bỏ cọc. Trước đó, tại phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất, ngày 15 tháng 9, biển số trên được trúng đấu giá với giá hơn 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời gian quy định, chủ nhân trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên bị thu hồi biển. Tại phiên đấu giá sáng nay, biển số được quan niệm là siêu đẹp này có 58 người đăng ký tham gia đấu giá. Sau khi mở đấu giá, trong một phút đầu tiên, giá của biển số này đã được đẩy lên mức hơn 1,5 tỷ đồng.
sau 29 lượt trả. Có những người tham gia tới hơn 20 lượt trả giá, sau 10 phút đã đẩy giá biển số lên hơn 6 tỷ đồng. Sau phiên đấu giá, biển số thành phố Hồ Chí Minh 51K88888 được chốt với giá hơn 15,2 tỷ đồng, thấp một nửa so với lần đấu giá trước đó, qua hơn 1.000 lượt trả giá. Theo quy định, những trường hợp trúng đấu giá biển số ô tô trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có thông báo kết quả phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá. Ngày 20 tháng 10, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Phan Minh Hoàng, sinh năm 1987, ngụ quận 8, Lê Việt Anh, sinh năm 1987, Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1998, cùng ngụ huyện Bình Chánh, Trần Võ Khương An, sinh năm 1987, ngụ quận 7, về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 10, một người phụ nữ, sinh năm 1970, ngụ quận 3, tới Công an phường 14, quận 3, trình báo về việc căn nhà của gia đình bị khủng bố bằng sơn chất bẩn. Người này cho biết, em gái mình có mượn người khác 7 triệu đồng, mỗi ngày trả 350.000 đồng, đóng được 5 ngày thì mất khả năng chi trả nên bị các đối tượng tạt sơn, chất bẩn. Qua truy xét, Công an xác định băng nhóm gây án do Hoàng cầm đầu nên bắt giữ. Tại Công an, Hoàng khai hoạt động cho vay từ năm 2021 đến nay, Hoàng bỏ ra khoảng 100 triệu đồng cho khách ở quận 8, quận 6, vay. Hoàng in tờ rơi cho người phát ở nhiều nơi. Khách có nhu cầu sẽ liên hệ Hoàng để được tư vấn. Sau đó Hoàng cho đàn em tới tận nơi để xác minh lai lịch của khách vay. Nếu khách đủ yêu cầu, nhân viên sẽ báo cho Hoàng. Ngày 21 tháng 10, Lê Quang Trung, 17 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị Công an huyện Bình Sơn tạm giữ để làm rõ hành vi dùng dao đâm hai nam sinh khác trường. Trước đó, tối ngày 20 tháng 10, do nghi ngờ Lê Quang Trung hack tài khoản Facebook nên một nữ sinh, 17 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, cùng nhóm bạn hẹn Trung đến bờ kè thị trấn Châu Ổ, bên sông Trà Bồng, để nói chuyện. Lời qua tiếng lại, Trung nhiều lần khẳng định không làm và đứng dậy ra về. Khi Trung đi được 5 mét thì nhóm bạn của nữ sinh nói trên là K, 16 tuổi, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, và L, 16 tuổi, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, dùng tay đánh. Bị tấn công, Trung dùng dao đâm K và L, khiến K tử vong tại chỗ, còn L bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Trung bị Công an huyện Bình Sơn bắt giữ ngay sau đó. Theo điều tra ban đầu, Trung có mâu thuẫn với nữ sinh từ năm lớp 9 vì từng hack Facebook của nữ sinh. Lên cấp 3, hai người học khác trường.